Lại nữa thiện hiện có đại Bồ Tát tu đủ sáu phép ba la mật đa, thấy có hữu tình có đủ các ý thích, hoặc có người thích hướng đến thanh văn thừa, hoặc có người thích hướng đến độc giác thừa, hoặc có người thích hướng đến vô thượng thừa này thiện hiện đại bồ tát ấy thấy việc đó rồi nghĩ thế này ta phải làm thế nào để phương tiện cứu giúp các loại hữu tình khiến từ bỏ ý thích hướng đến thanh văn độc giác thừa chỉ khiến thích hướng đến vô thượng đại thừa đã nghĩ vậy rồi phát lời nguyện, ta phải tinh cần chẳng tiếc thân mạng tu hành sáu phép Ba la mật đa, thành thục hữu tình nghiêm tịnh cõi Phật, khiến mau viên mãn chóng chứng quả vị giác ngộ cao tột. Trong cõi Phật của ta, các loại hữu tình chỉ cầu quả vị giác ngộ cao tột, chẳng ưa quả thanh văn, độc giác thừa, cho đến không có tên nhị thừa chỉ nghe các thứ công đức của đại thừa này thiện hiện Đại Bồ Tát ấy do sáu phép ba la mật đa này mau được viên mãn gần hối quả vị giác ngộ cao tột lại nữa thiện hiện có đại bồ tát tu đủ sáu phép ba la mật đa thấy các hữu tình khởi tăng thượng mạng chưa có thể thật sự xa lìa sự giết hại sanh mạng mà cho là ta thật sự xa lìa sự giết hại sanh mạng chưa có thể thật sự xa lìa việc không cho mà lấy xa lìa dâm dục tà hạnh mà cho là ta thật sự xa lìa việc không cho mà lấy xa lìa dâm dục tà hạnh chưa có thể thật sự xa lìa lời nói hư dối mà cho là ta thật sự xa lìa lời nói hư dối chưa có thể thật sự xa lìa lời nói thô ác xa lìa lời nói chia rẽ xa lìa lời nói hỗn tạp mà cho là ta thật sự xa lìa lời nói thô ác xa lìa lời nói chia rẽ xa lìa lời nói hỗn tạp chưa có thể thật sự xa lìa tham dục mà cho là ta thật sự xa lìa tham dục chưa có thể thật sự xa lìa sân giận và xa lìa tà kiến mà cho là ta thật sự xa lìa sân giận và xa lìa tà kiến chưa đắc sơ thiền mà cho là đắc sơ thiền chưa đắc đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền mà cho là đắc đệ nhị đệ tam đệ tứ thiền chưa đắc định không vô biên xứ mà cho là đắc định không vô biên xứ chưa đắc định thức vô biên xứ vô sở hữu xứ phi tưởng phi phi tưởng xứ mà cho là đắc định Thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Chưa đắc từ vô lượng mà cho là đắc từ vô lượng. Chưa đắc bi hỷ xả vô lượng mà cho là đắc bi hỷ xả vô lượng. Chưa đắc thần cảnh trí chứng thông mà cho là đắc thần cảnh trí chứng thông. Chưa đắc thiên nhãn thiên nhĩ tha tâm túc trụ tùy niệm trí chứng thông mà cho là đắc thiên nhãn thiên nhĩ tha tâm túc trụ tùy niệm trí chứng thông.